Đến giờ phút này thì Nghi Xuân đã hoàn thành cơ bản các cái tiêu chí huyện đạt chuẩn để được để thủ tướng được công nhận. Nhưng mà như theo tinh thần của thủ tướng thì nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Bởi vì vậy thì Nghi Xuân phải tiếp tục phấn đấu để nâng cao các cái tiêu chí mà huyện đã đạt chuẩn trong thời gian tới. Cái việc nữa là Nghi Xuân thì đang có rất nhiều cái định hướng, đó là chúng ta phải xây dựng Nghi Xuân trở thành một huyện kiểu mẫu và điển hình về văn hóa toàn quốc. Một cái việc nữa đó là nhiều cái tiêu chí mà hiện nay chúng ta cần quan tâm, đó là chúng ta làm sao đó để nâng cao cái đời sống vật chất, thu nhập cho bà con và xây dựng Nghi Xuân trở thành một cái đô thị loại 4 theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21. Và lần này để cho chúng ta rút ngắn, không đợi đến năm 2025 mà chúng ta phải phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, rồi đô thị huyện là một cái đô thị loại 4 trực thuộc tỉnh vào khoảng năm 2022. Thì lần này chúng ta phải đưa ra một kế hoạch như vậy. Và trong kỳ lộ trình phát triển của huyện thì chúng ta phải xây dựng Nghi Xuân trở thành một cái trung tâm văn hóa kinh tế phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. Và chắc chắn khi mà cái dự án của tập đoàn TMT chủ anh Bộ Hiển mà đi vào được thủ tướng chấp thuận thì chắc chắn cái việc mà xây dựng Nghi Xuân trở thành một trung tâm văn hóa kinh tế phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh sẽ không xa. Nó sẽ trở thành một kỳ địa phương có rất nhiều kỳ lợi thế để mà chúng ta tiếp tục phát huy. Và hy vọng rằng với những cái kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, với cái sự vào cuộc tích cực của cán bộ nhân dân huyện nhà, đặc biệt là niềm tin của dân đối với cấp ủy chính quyền các cấp, và với cái tình cảm cũng như khao khát của bà con nhân dân chúng ta muốn xây dựng một quê hương như thời gian qua, tôi hy vọng rằng tất cả những cái định hướng mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra đến kết thúc khóa và những nhiệm kỳ tới sẽ có những kỳ thành công để Nghi Xuân chúng ta phát huy tốt tiềm năng, những giá trị mà các cụ để lại, và đồng thời sẽ xây dựng chúng ta trở thành một trung tâm văn hóa kinh tế phía Bắc như cán bộ nhân dân huyện nhà chúng ta đang mong muốn và phấn đấu.